Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì lâu lắm rồi anh em mình chưa ăn cái món cà di vịt nha bạn. Thì anh em mình rất là thèm rồi nha. Nhưng hôm nay mình sẽ mua một con vịt sim để nấu ra một nồi cà ri. Để bố anh em mình sẽ có một cái trò chơi nhân phẩm nhịn thèm nha bạn. Đó chính là trò chơi tam sao thất bại. Nghe đeo tai phone và nghe nhạc nha bạn. Đó. Đây thì con vịt sim anh em mình mua thì đã mặn ra rồi nha bạn. Đó, ngon lạ đâu. Thịt như đà nha bạn. Bạn coi đùi nè. Ôi ơi. Ôi hủ luôn trời, có con thịt nè. Quá. Có đít trong luôn, có đít này. Dữ gì đâu. Con gì đẹp gái nha bạn. Món đũa không ạ? Quá, cái mà đâu hết luôn kìa. Để mà xài ra. Em lắm. Ôi ơi, ông ấy bay mà sao bay vậy? Đây bây giờ mình sẽ ốp để mình nấu cà ri cho bạn. Thì đây là cái bịch cà ri Ấn Độ nha. Đó. Bây giờ mình sẽ ốp nha. Cho vô miếng tỏi bằm nha bạn. Miếng ớt bằm luôn. Thơm lắm chứ. Đây là cái hũ cà ri nước, cà ri dầu nha bạn. Mình sẽ cho hai hũ nha. Ông có tương lai đó. Thì lấy hũ kìa. Nhấc nhấc vô. Cứ nhắc lại ai. Trời tầm mẹ tao mở đến mắt ai nè. Em đó. Mất chuyên nghiệp với trời. Tụi nó có tương lai đó, mai mốt đi móc mọc được đó. Đỉnh luôn. Có tương lai đó. Em thăng móc cái hũ luôn đi. Mình sẽ nêm hai hũ cà ri dầu nha bạn. Ủa móc khí thế trời. Móc rồi phải ra. Ủa hay vậy tao bắt tay đó. Cái gì vậy? Hay móc đó. Đồ quá gì nâu nâu nghe luôn. Còn cà ghi non cái gì biết không? Cà ghi non không? Đúng. Trời ơi, non to. Đây là cái bịch cà ghi bột nha bạn. Mình sẽ cho một bịch cà ghi bột luôn nha. Không nấu cà ghi mà không cho bịch cà ghi vô một chút trời. Đang tan. Dạ vậy mình phải cho sữa Milo đúng không? Sợ quá. Đây là ngũ vị hương, mình sẽ cho một miếng nha bạn. Cho tăng hương thơm nồng nàn nha. Rồi một miếng thôi. Ok, trộn đi phen, cho miếng mắm nêm vô cái luôn đi. Ok. Rồi mình hả trộn. Miếng mắm luôn không? Đây, miếng bột ngọt nha bạn. Nước mắm luôn không? Không. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chứ trời. Wow. Đây, đường nha bạn. Đó, nêm đẻo đi, đây ta trộn liền. Nêm, từ từ từ, đang nêm nè. Muối không? Muối chứ, không có muối, uống luôn à. Mở luôn không? Không. Muối nha bạn. Mày mú dữ vậy. Đây, nước mắm. Rồi, công thức đủ chưa? Đủ. Đủ công thức không? Trộn. Trộn, bóp. Nhồi bóp, con món còn ghi ngon liền trời. Bóp, nhồi liền. Rồi, này ra phẹt ra. Tập chở đi, tập massage. Phẹt ra. Massage cho đã. Tại vì bốn anh em mình chơi nhân phẩm nhịn thèm bạn, nên mua một con vịt sim là đủ rồi nha. Tại vì có hai người ăn còn hai người nhịn nha bạn. Bởi vậy bữa nay là cái món này ngon nha. Ai cũng thèm hết. Mà bữa nay ai mà nhịn thèm thì thứ gì chịu nổi, nước miếng mình sẽ càng khô liền nha bạn. Quá ngon rồi, món này quá bén rồi. Tôi hết trong ngon hầu trong nhịn thèm quá. Chắc vậy quá, quy luật nó vậy thôi. Sao? Dòng kia ta nấu ngon, ta nhịn thèm nên sao? Vậy là hai à. Đúng bình thường. Ai biết được? Em trai, anh với em đó, cơ hội rất cao đó. Thằng bày vô trong đắp bà liêu si trong kia. Người niêm người bóp. Thôi không nói. Ăn nha. Đây mình sẽ dùng mỡ heo nha bạn. Ngon là lên. Theo nhiều lần tôi đã thấy cảm ơn đâu. Đây mình vô tỏi nha. Tỏi, tỏi ớt vô dầu. Quá. Đảo đều nhiều nhiều tay. Vô xả không đập dập nha bạn. Xả lượng trong dầu ớt. Nè. Quá khét luôn đã. Đây vô tỏi rồi xong mình vô ớt luôn nha bạn. Ớt quậy hàng trưởng. Quá hay. Sắc mùi bay lên. Thơm. Vô rồi, vô thịt nha bạn. Rồi xào lên em, tôi hứng miếng nước. Bữa nay tôi sẽ làm người đầu bếp trộn đều nhất thế giới. Mày là lớn nhất thế giới. Thơm như trời. Để vô miếng nước ra trộn hào lên em. Ok luôn. Tôi đến đây. Tiếp tục. Chấp hai. Miếng lửa nữa luôn. Ừ. Lấy cái tay ra. Đưa đây bắt chữ. Hai cái đùi xếp lép luôn rồi. Ủa, màu đẹp rực rỡ đó. Quá hôm luôn đây cái màu mà ổng mà đẹp đẽ mình biết sợ luôn em. Quá sướng. Không ổn nhất hơn. Chào cái nồi nhẹ anh hai. Ủa chữ đứng đâu? Đúng nồi thằng chữ. Đây cái thịt vịt của mình nó đã săn lại các bạn. Mình cháy nãy giờ, mình xào nãy giờ cũng lâu rồi nha.
nó săn dữ lắm, săn thơm dữ lắm, thơm vậy bạn. Giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vô nha bạn. Nước cốt phải vô. Con vịt này nói chung cũng vừa phải, mình cho hai cái dừa khô nha, cho nó béo tới béo đi bạn. Cho luôn không? Vô luôn. Rồi hết em luôn. Để đi bạn ơi. Đúng chưa? Đúng rồi không? Hai trái dừa khô bạn là nó béo thì thôi, bữa nay mình sẽ không nấu bằng sữa tươi luôn nha, tại vì hai trái dừa khô là nó béo dữ lắm, béo nha bạn. Kinh nghiệm điệu đại với trời. Quá đã thiệt trơn. Rồi ninh trong vòng 50 phút. Tới công chuyện nha bạn. Giờ mình sẽ canh lửa để mình canh cho cái nồi vịt xiêm nấu cơ ghi hôm nay cho nó ngon. Để bữa nay mình có thua mình nhìn miệng cũng ngon nữa nha bạn. Ủa, môn này của ông không? Ông nói là có khuôn đó nha. Môn nào của tao? Bây giờ xin thầy chỉ đạo đi. Dứt. Để ghi phiếu luôn. Ok. Vậy là trong thời gian này anh em mình sẽ sẫm xì để chia bồ đi bạn. Bữa nay anh em mình sẽ tam sa đắc bảo nha. Là đeo tay bảo hả? Tam sa đắc bảo, đeo tay thôn, nhìn miệng, đón chữ. Ổng chưa, ổng chưa chừng ổng ăn miếng nước súp ca ghi trên mặt kìa. Ông đói đâu bây giờ. Đổi là vận dụng trời. Dứt. Rồi. Ok. Cháu chẳng đeo nè. Ồ quê. Đủ. Trời sao? Sao bữa nay tôi không bộ nổi. Trời sao? Tao với mày là biết kết quả là ra sao đó. Trời ơi, trời. Thấy không? Chơi gì nữa vậy bạn? Thôi tôi không giả thua đi em nè. Chơi với mày. Thôi anh em mình mà bạn đại học không dám ngồi sao đi. Hai bạn bữa nay có thèm món cái gì không? Rất là em. Bọn hàng món gì không? Không thèm. Đứa gì? Trời ơi, mày không phải là sao? Ông chết chắc. Vì sao tao quay phim mà một bồ nữa? Rồi hai thằng bú vô một bồ nữa, thứ gì nổi. Rồi à, tôi hai bị đỉnh đó nha. Ok, trời cái màu đẹp bạn. Quá gực gỡ thiệt chứ. Đẹp thiệt. Quá tuyệt, quá tuyệt. Đây cái nồi cà ghi vịt mình nấu nãy giờ cũng được một lát rồi nha bạn. Ôi nó ngon thơm, bát nhát dìu dệ luôn trời. Đây thịt nè. Ôi ngon. Đã, bây giờ mình sẽ cho khoai lang vô nha bạn. Khoai lang, wow. Là khoan lai. Khoan rồi nha. Khoai lang mới chịu à. Không, cà ghi này phải có khoai lang rồi khoai môn nó mới ngon nha. Nhưng mà anh em mà thích ăn khoai lang hay khoai môn nên mình sẽ bỏ khoai lang nhiều nha bạn. Đấy, ngon lành. Chuẩn bị có một cái món cà ghi vịt ăn một cái nha. Tài, ăn tài không, ăn không? Không được rồi, nhìn miệng cũng ngon thiệt luôn. Ăn nhìn cái. Miệng cũng ngon nữa. Thôi giờ tiếp tục là mình đóng nắp lại và chờ cho nó chín nha bạn. Đây nãy giờ anh em mình nấu cái nồi cà ghi vịt này cũng lâu lắm nha bạn. Giờ mình đã chín rồi nha. Giờ mình sẽ khui ra coi như thế nào nha bạn. Trời ơi, trời, trời ơi. Cái màu nó gỡ. Ồ không thu nhé luôn trời. Trời tu ly luôn rồi. Xe ba da bonus luôn rồi. Thôi 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 thôi. Son son này. Quá tuyệt diệu rồi. Phải mềm đó. Từ từ đi. Để nó dập hết. Thôi bây giờ mình sẽ nhắc xuống để anh em mình dọn ra cúng trong bà đất đai nha. Rồi anh em mình sẽ bước vào cuộc chơi để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món vịt xiêm nấu cà ghi bữa nay nha. Rồi thì anh em mình đã mới cúng vịt nấu cà ghi trong bà đắc tay xong bạn. Bây giờ sẽ bước vào cuộc chơi nha. Thì quay phim hiện tại đang quay phim, nó sẽ cử mình sẫm xì động đây nha bạn. Ok không? Ok. Muốn liền tay anh. Mày muốn sao? Tôi muốn như bình thường thôi. Mày muốn thế nào? Bệnh dưới bay đậu. Một bệnh dưới bay. Ok. Thôi cho nhất. Thôi chứ không? Ừ. Được. Đầu tiên là lùng sẽ chơi dưới cho bạn. Đây, thì mình đã kết nối phone Bluetooth rồi cho bạn. Đây, mà các bạn thấy nhạc đang quýnh. Hình hình không? Ừ. Rồi, hai bay tự xử đi. Giao đi đại. Giao đi. Thắng bóc. Thắng bóc không? Ừ. Trời ơi. Cái kẹo tại. Cái gì đâu ra kẹo luôn. Vậy là bài bóc này đó ok. Rồi, lùng sẽ đeo tay phone đi bên. Ra kẹo nào giúp nữa. Rồi, lên nhãn đây đi bên. Rồi, lên nhãn nha. Đó. Các bạn nghĩ ở ngoài mà nó lớn vậy nè, nó chim úp vô, các bạn nghĩ thứ gì chịu nổi vậy bạn? Dữ sao? Thôi em thấy còn lạ không? Lạ lắm. Lạ lắm à nha. Sống nghe ngon luôn rồi. Đủ. Được chưa, được chưa? Khác chưa? Vậy. Thôi mày khác chưa? Nguyễn Hải. Mày khác chưa? Mày khác chưa? Cái gì thật chưa? Ăn khô! Điếc, điếc, điếc tôi rồi. Nè, nói nghe như vậy nè. Mày bú chưa? U chưa? Đủ miếng này! U chưa? U chưa? U. Đây, vô mày! Vô! Nè. Cho hưởng thụ mấy giây đi. Rồi đó, ok. Rồi chưa?
Rồi chuẩn bị bấm giờ luôn nha. Ok. Rồi chơi 1 2 3. Dứt. Má tâm sự đi. Rồi. Rồi ăn phen. Trời. Hát. Lát. Hát. Lát. Chà chà. Hát. Lát. Ăn chạy. Đúng luôn quá đã. Hả? Lá. Chà chân. Hả? Lá. Hả? Lá. Hết thời. Mày sắp hết thời rồi đó. Hả? Lá. Hả? Lá. Ăn chay. Gì ăn chay trời. Ai nhìn cà ghi giống ăn chay. Hả? Lá. Ăn nữa. Bỏ qua đi. Rồi. Không. Nè. Nó nhức cái đầu quá. Trời trời ở cái này vô rồi. Ôi, bên đây. Nè. Cha. Nè. Cha. Cha là. Cha già. Nè. Cha. Nè. Cha. Nè. Cha. Ba cha. Ba cha. Nè. Cha. Cha cha. Nè. Cha. Nè. Cha. Cha cha. Chỗ cha luôn. Nè. Cha. Cha chung. Nè. Cha. Nè. Cha. Cha cha. Nè. Cha. Nè. Cha. Quá. Cha hồ. Nè. Nè. Cha. Mày đọc nó sao nó biết được. Cái gì trời. Cha. Cha chân. Bỏ qua đi. Bỏ qua luôn. Cái gì trời nhức đầu quá. Thôi à. Thôi là đội ơi sắp chửi cái ngạc rồi. Rồi rồi rồi. Hiêu. Hả? Hiêu hả? Đúng. Đây 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 đây. Trời ơi trời ơi. Xong. Xong. Thông không. Xong. Thông chồng. Xong. Xong. Chọc lóc. Cái gì trời. Xong. Xong. Chọc lóc. Xong. 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 Xong xong. 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 Không lông. Xong. Xong. Xong xong. 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 Cái chồng. Xong. Cậu á. Xong. Không lông. Xong. 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 Công chồng. Xong. Xong. Hết nhạc, hết nhạc. Đang nhạc mà hết chị. Đang mà. Đang hát hoàng phòng. Bộ ra. Gì trời đó, tao chết đầu quá, không hiểu luôn. Rồi. Trời ơi, trời ơi, vô kèo. Kênh kiểu. Kênh kiểu. Kênh kiểu. Đúng. Hay quá. Trời. Hay đấy, hay đấy, hay đấy, khác đi. Chưa khác đâu, còn khác nữa. Điều. Hiếu.
Điều hiu. Điều hiu. Chiều chiều. Điều hiu. Chiều heo. Điều hiu. Leo leo. Điều hiu. Điều hiu. Điều heo. Đúng. Tốt, rất là tốt. Hay lắm. Rồi. À, quá đã. Kèo vô kèo. Ma da. Ma da. Ba chẳng. Chẳng nhận mặt đâu. Còn cái đầu. Ông quần nó đây, nó đây, nó đây. Ma da. Ba dài. Ba dài là gì? Ma da. Ba da. Ma da. Ba ba. Ma da. Ba nghe. Ma da. Ma da. Ba ba. Ma da. Ba nhai. Cái gì chạy cái đầu vậy? Ma da. Cái gì trời? Ma da. Ma da. Ba la. Yeah. Ma da. Qua đi, qua, qua đi mày ơi. Nãy được mấy câu rồi trời. Trời ơi. Rồi ok. Còn những giây cuối cùng. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Quê hương. Quê hương. Hay lắm. Rồi. Hết giờ hả? 60 câu. Giờ nữa rồi. Hay là tốt quá. Em 60 câu. Fan bà già, bà già gì hết. Fan nói được nhiêu câu? Fan nói đi. 3 câu vậy. Đủ đúng không trời? Trời. Trời. Cái đường giống tay gì là đúng rồi. Rồi chính xác, chính xác. Vậy là bên đội Lùng với Te được tổng cộng là 3 câu nha bạn. 3 câu hả? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Rồi, tiểu luôn đây luôn. Có điểm là mình đặng à. Cầm máy đi. Tiểu luôn cầm máy đây luôn, cầm máy luôn đi. Nè, đây là những áo phiếu hai anh em mình người 50-50 nha các bạn. Vô. Rồi, thôi 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 thôi. Cái con mấy câu thơm thơm vậy mà nó bắt dính trời. Rồi. Bỗng á. Ba câu lắm nội. Ăn chắc rồi. Trời ơi, ba câu là có giá đâu phèn. Ba câu là vô địch thứ hai luôn rồi. Không sủng xì kìa. Đúng đây, ta đúng đây ơi, nào nào đem hôn nè. Thắng đây phone nha. Thắng đây phone không? Ừ, okay. Thắng đây phone. Ông đây phone, tụi nói. Trời ơi trời. Đi gặp cái miệng của Wipin nữa rồi. Ê, nói gì hiểu mà. Miệng của Wipin là không. Bao nhiêu nè. Nói cho tao gì giống với cái miệng của nó. Dưới mà ông ăn nè, chuẩn bị ăn nè. Tụi này massage cái miệng tôi nè. Ăn không được con nào vậy. Ăn đi, ăn trộm mình đó. Đang nghe nhạc luôn anh. Đang nghe, đang nghe, đang có nhạc luôn nha. Đây mình là mình vô tay phone nha bạn. Vậy mình cho cái hộp. Mình cho bạn nghe đây cái nhạc. Lên. Giờ bóng luôn. Rồi, chiều xíu đi. Cái đầu ổng bự quá, nhấc vô không có vừa. Đầu. Ok. Tổ cha là gì đâu dữ. Má hộp, má hộp, má hộp. Má hộp, má hộp, má hộp, má hộp, má hộp, má hộp. Căng cực, căng cực, căng cực, căng cực, căng cực, căng cực. Rồi ok đó. Hôm nay xui trên hai rồi, anh hai qua đỏ anh lùng là trời ơi, chắc. Nhưng mà ngập ngừng muốn ơi. Quay lại, hey, kêu dùm nha, kêu dùm nha. Ok, ok. Bây giờ mình sẽ bốc thăm để mà nói cho ông Sàm biết đón nha bạn. Chơi luôn nha. 1, 2, 3. Vô, 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 vô. Vô nha. Cái miệng, cái miệng, cái miệng. Ê, ê, ê. Con cú. Con thú. Con thú hả? Con tù hú. Con cú đạp xu. Ô không bỏ nhẹ. Con cú ngon tuyệt hả? Có ngon thiệt hả? Tiểu tiểu nhẹ cú con hú. Con cú
còi hú. Con cú. Ông chú hả? Con cú. Con hú. Cú. Mày là ông thú á đậu. Con thú chạy ra. Con hú vậy không con. Con cung. Con con hú là con gì trời? Tao mặc nghe ngô gì trời. Con tú hả? Cú. Con cú. Con mày bú mày á đậu. Con mày cái đậu không trời. Con cú. Cái bỏ gì rồi con hú. Cái đậu đậu. Hôm qua đi đậu không biết đậu. Cái đậu mà không con cú mà không biết. Yêu đuôi. Rồi. Nè 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 nha. Gỡ lại. Cung. Trời ơi trời. Tao hiểu rồi mày đậu. Cái đậu mà không con dễ vậy. Cung. Mày đừng bỏ nhọn. Mày đừng bỏ nhọn là tao biết à. Cung. Cung. Cú cú. Đậu phộng hay quá. Mày đừng bỏ nhọn. Mày bỏ nhọn tao biết rồi. Cái bỏ nhọn dễ biết chứ đâu. Mày nhớ nha, mày đừng bỏ nhọn nha, không okay, okay. À, đừng bỏ nhọn nha. Con tim. Thằng tim. Bóng chèo hả? Bóng chèo. Tim. Con chim. Hả? Tim. Trời. Họ khẹt cái gì trời. Trái sim. Hả? Tim. Con chim hả? Con chim hoài. Hả? Tim. Hột thét cái gì trời. Hột thét. Hột thét cái gì ba. Ai biết hột thét cái gì trời. Ngoài cái đêm. Hột. Tim. Hột. Xe jeep hả? Hột. Tim. Hột. Tim. Con chim hả? Hột. Tim. Hột. Tim. Hột chim hả? Hột chim là gì con? Không ai. Giống bà hột chim chứ. Trời. Oh, wow. Gì vậy? Đâu mẫu con kim là cái gì ông cô? Nè vô nè. Thí nghiệm. Kỹ cương. Thí nghiệm. Kỹ nữ hả? Thí. Kỹ nữ tèm. Thí nghiệm. Mỹ mèo. Thí nghiệm. Chỉ chịp nãy gì trời? Chỉ chịp. Thầu quá. Thôi 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 thôi. Đúng có câu 1. Em. Rồi. Ok. Vô nha. Quái. Khẩu. Ăn nhậu hả? Quái. Khẩu. Khoai. Bà cao hả? Cao. Khẩu. Khoai cẩu là khoai gì ông nội? Từ bữa đầu vô đây quá trời. Quái. Khẩu. Khoai nhậu là khoai gì em cố? Đâu không thôi. Cái gì vậy trời? Quái. Quái. Khẩu. Quái. Khoái. Khẩu. Quái cẩu hả? Quái. Khẩu. Quái cẩu là cái gì trời? Trời. Khẩu. Quái câu. Khoái. Khẩu. Rau câu hả? Quay có đủ không? Ok. Anh trông rồi, anh trông rồi. Mọc. Mạc. Mọc. Mạc. Bóng bàn. Mọc. Mạc. Bóng bàn. Ủa, dính vậy. Bóng bà. Trời ơi, mọc. Bông gì hả? Bông bông hả? Bông mát. Bông ma. Cái gì bông hả ông con? Mọc. Alo. Mọc mạc. Bông thấp hả? Mọc mạc. Cũng thích hả? Quay. Em. Cái đầu dữ trời ơi. Tao bánh đầu luôn rồi. Rồi ok. Rồi
Rồi. Ừ, gần hết rồi. Phi. Tao quá quen. Phi thiên. Phi. Hừ. Quỷ sứ. Phi thiên. Phi thường. Phi thiên hả? Cái đổ không? Phi thường. Ha ha. Đâu không tình nguyện bà vô cô. Phi thường. Chuyện dịch hả? Con nợ em nợ tao em nợ. Cái đổ không? Chị không trả lời đúng câu nữa. Trời không ngu mà kỳ trời. Qua đây. Sao xuyến ăn chuối. Trời. Sao xuyến tàu lửa hả? Sao xuyến móng giò mày bị thúi vậy? Thôi tàu lửa hả? Tàu lửa không gà không mày quỷ sứ. Sao xuyến. Sao xuyến lẹ không cô? Hết chưa? Nhịn ăn. Phải ăn ăn. Ăn mai vậy? Nhịn ăn. Ăn cái gì chơi đậu? Hết chưa? Hiểu nó bay đậu. Cái đậu chơi trời. Có người chưa bay đậu. Con cái đậu quay cái đậu. Cái đậu không? Đậu con ơi. Bụng cầu á. Bụng cầu lượm ơi. Bốn cái quần đùi á. Ông trả lời đậu phải không? Tôi chịu cái đâu không chứ? Nhiêu? Có câu hỏi à? Đi ra đâu vậy? Bốn câu, bốn câu. Ông gì bóng bóng mà quay bóng? Đâu không diễn một diễn tả cái mỏ gì gì kêu bóng gì hoài bóng bay. Diễn tả cái mỏ điều luyện luôn mà ông nội đâu ông trả lời thèm. Tao hiểu không nghe chuyện. Rồi vậy đó ai ba câu mà cũng ăn đó. Thôi lại tao nhức đầu dữ mày đậu. Gì tao nghe được chuyện tao biết được chuyện luôn trời. Vậy mới đã đó. Cái đậu không tao diễn tả em mà không cái miệng mày là cái tôi hít heo nè vậy nè không tao biết gì mày thiệt luôn á tao vậy tu nè tu hú tu hú hả ừ hú cái gì ơi tao nói cái gì trời ơi tu hú hú ủa nó nói gì tao biết tao nói gì ông nói tu hít gì đó ai biết ông tu hít trời đậu không hít cái gì ông cố đậu không tao nhìn miệng không có rồi không rồi thôi đó chung vậy là đối với mình là anh muốn luôn anh mình mà tháo được cái tay bo thì ra thiệt á mừng ơn má đi chạy đi đâu dữ lắm nhất rồi thôi nói chung là hay đó có câu hiện luôn ha ừ câu với nhiều hai câu là câu với nhiều cái gì mà tại hay chạy hay vậy là tốt rồi quá tốt rồi hiện tên là có câu không thôi không có con nào luôn cố cái gì có câu hiện luôn ha ừ trời ơi thôi tôi lại luôn cuộc đời tao sao thú quá trời chơi lại không thôi mày tôi gọi được cái tay bo thứ hai này ra thì tao mừng hơn là má đi chạy gì để kêu tao đeo vô nó bú luôn hiện cái hết chịu nổi rồi bây giờ ốc mình bây giờ nó gối lộn vô đây gối lộn tiền đình luôn nha mày thôi thua chấp nhận thua thôi bây giờ mời te với lùng xuống đây ngồi thưởng thức cái món vịt xiêm nấu cà ri để tao qua ngồi giữ dự bị cho ok không. A few moments later. Rồi ta ăn tụ mù luôn đó đậu. Mù chứ. Không ta ăn tụ mù luôn. Câu cũng ăn nữa. Vậy thì có câu trời gì hết thèm hết trời. Đúng rồi. Vậy ta nói người đi trước được nhiều nước rồi có thiệt rồi. Tôi mới tình nữa là đi trước mày luôn trời. Mộng của tài hại thiệt luôn mày. Thôi tôi giả bộ lắm này, tôi nhường lắm này. Đi trước người ta rút kinh nghiệm đi. Mộng tao không hiểu gì luôn trời gì mày. Cái đậu không cho ông cái kìa. Ông nhận cái mỏ nó nhậu này rồi. Mỏ nhậu mà dài nữa. À trời tao nói mày ông tao bú. Tao bị bón luôn rồi. Nghĩ sao mà cái món kagi nó ngon thế này mà ngồi ghế như vậy thì thứ gì chứ nổi chứ. Trời. Vô thôi. Mày mốt mà có được cái món kagi mà ăn. Không gì có luôn. Cho ông nhịn luôn, nhịn qua năm sau năm sau nữa. Ông nhịn hoài luôn. Chừng nào nhà bạn bè có nó. Wow. Vô, dứt lại luôn đi. Ừ. Đó. Đó, anh em mình cũng ra. Sao cầm luôn. Chân ăn cánh. Đùi với cánh. Trời ơi cái đùi chịu à. Mày cái này bóc luôn, bóc luôn chạy ra. Cái này là cái cánh. Mày tất cả các bạn nha. Cái cánh à. Mẹ nó cánh. Cái nó bú dữ trời. Cái đùi nè. Đâu. Cái này là cái gì? Cái này đùi. Quỷ. Ba. Mời tất cả các bạn nha. Hai mày bên tụ mù. Không biết cái này cái vô. Không làm gì bóng bóng. Cao kê. Bấm vô bài bóng rồi. Bóng. Đâu đón gì bóng bóng luôn à. Đâu bóng. Vô. Vô luôn. Vô. Quá sướng. Mời các bạn nha các bạn. Dịch ca. Wow. Rồi xong luôn.
rồi xong luôn. Trời ơi, ngon dữ trời. Không chắc ké luôn qua. À. Cũng hên là ông bổ luôn nha. Nãy em nhớ là ông lấy tay ông trộn không? Ông này ông xào ông nhìn thèm kìa. Tôi nói rồi, người trộn người xào vô Trung Bộ cái nhìn thèm. Nó luôn biết nó ngon quá, chịu nổi rồi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Con cạp không bóng sừng đâu. Còn quá ngon. Mày nhai cho luôn mày mới liều quá ai. Ủa mà con vịt này vịt gì em xào? Vịt chim lai. Vịt chim mà cà ghi nó trời ơi, cái dai đã vậy. Biết tiếng vịt chim không? Trời trời nước miếng rồi, phúi cái lử luôn cái đầu. Chịu hết nổi luôn. Ăn lem mà trời. Cặp cái đồ mất con vậy. Ta chu mi ta. Wa. Chu mi ta. Chu mi ta. Chu mi ta. Cha mi ngu. Ờ trời thầu quá trời không được ăn nữa thèm nhé. Thì không. Rất là ngon luôn em ơi. Các bạn nha. Rồi xong luôn. Rồi xong cái đùi. Tao nuốt miếng từ đây tới sáng ngày mai tao hẹn luôn đậu sĩ nó còn gì nữa mà còn gì của nó trời hẹn luôn món cà ri mà hứ gì nổi trên. Ừ, ngon. Mày cho tao miếng bún với miếng nước tao cũng hạnh phúc hẹn luôn. Đâu hả? Không. Rồi không luôn rồi xong. Bú, bú, bú. Em nhẹ. Ô con gì mới kêu lại. Đó, đó. Tôi bút cái gì lên bên ngạn mẹ mẹo quá. Đó nữa. Ngon. Ừ. Nếu cái này mà có con chó hàng xóm nào là dành lên cục xương nghĩ tao tao cắn nó là ổng xiết lỗ tai tao sợ luôn á. Nước miếng nước các bạn ơi. Đúng. Thịt thì thấm ngon cực kỳ luôn mà các bạn. Nước miếng nè. Thương. Phải béo một thằng ơi. Quá. Lấy cái đồ chấm vô nước coi. Cái gì mà ngon dữ thằng ấy vậy trời. Dịch xin đấu mà ghi. Rồi mình nha. Thôi mình đỡ mình tắm vô rồi. Trời. Cái mầm là của hai anh em mình. Mày dẻo dẻo mà thơm ngon. Mời các bạn nha các bạn. Đây mời các bạn cái mời dịch chim đó mà ghi nha. Ôi ông ra, ông có. Cái mời nè. Nghĩ vô ta. Có. Đúng rồi. Vô bên. Ở vô đi bé. Vô bên, vô đi. Vô bên, mình ghé các bạn lên. Các bạn nha. Tại vì... Mời em nha. Ngày nào tao nha. Ngày nào tao mà ghi tao ghé lắm. Chứ tôi nãy tôi nói ba câu được ông Lùng ơi, ăn nhiều nữa mấy nữa cũng không có câu trả. Mời ta sẽ mua vé đuối vậy. Mời ta sẽ mua vé ba bay quán độ tăng cà ghi. Ông muốn điếc ông luôn kìa. Này cái bộ khen ta nữa trời buồn chứ. Đâu ông xè. Ồ ông đâu dính nữa trời. Các bạn nha. Mời ta cho mình mình. Sẽ mướn một chuyến trực thăng bay từ đây qua bên Ấn Độ ăn cà ri Ấn Độ. Không, qua bển tôi đi qua bên Ý tôi ăn pizza. Nè pizza hả? Vậy thôi tao đi qua Ấn Độ tao ăn cà ri mình tao. Ngon quá. Có khoai nó bùi mà nó dẻo ngon dữ vậy trời. Mời tôi kêu chị Thăng đáp nóc nhà tao đi với Thăng ơi. Đâu rồi, vừa hối diện tôi á. Rất ngon nha. Đậm đà thịt thì thôi dịch thêm có bạn rồi. Quá ngon, quá sắc. Con này bố liếu với mày. Nhìn mẹ tính nha. Ok ok. Được cái mà ngồi tao cũng quá đỉnh luôn. Ờ quá đấy. Quá đã. Mẹ cũng dục này dục đi. Bóng bỏng như thế trời đâu. Chậm. Quá thước. Bố. Ông sáng rồi. Thịt siêu đó không lâu ấy. Nè. Đâu? Nè, ừ. Mà giống hả? Nó chung với sao? Người ta ăn đủ rồi xong rồi mà làm cho tao xin lỗi của thiên hiền nhiều mà nó bồ tao phải không? Ông nó trả lời dở chết là mày nhìn thèm thôi không? Vậy tao xin lỗi mày đó, tao nói là gì đâu trời. Đâu không làm sao đừng bồ tôi đi nha. Để anh hai anh hai mời bố phim nhìn cái nha. Xin lỗi em. Lại các bạn nha. Xin lỗi em. Xin đi, xin cũng cho đâu khỏi xin. Xin phải có sự diện của tao chứ đâu bắt sự diện như vậy. Trời ơi, 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 trời chân này coi như cái mỏ này đang hàng đầu. Anh ơi, anh ngại. Không ngại đi trời. Ý ông không cái mỏ vì những cái lỗ đất. Nói ra đây, tao nói mày nói nha, tao nói nha. Mày nói nha. Chết em trai à, chết em trai. Hay quá. Nó cái miệng nó giống cái bao con vịt tự nhiên mà nói vậy mà không. Vậy là ông đang cái này là ông đang cái miệng của em luôn á. Không. Ông cái miệng vậy. Mà nói thì nói nè. Rồi cái miệng của em luôn kìa. Rồi xong rồi nút luôn. Các bạn nha. Ổng là hánh đích nha bạn. Ổng ghen đích lắm. Ghen lắm. Thôi, hiện trong nãy giờ tao tưởng tượng cái lử tao là cục hình trên sim tao nuốt luôn mẹ. Rồi cái hồn nó thèm nhé. Ngon cực kỳ luôn trời ơi. Quan đâu biết. Ông đâu biết cảm giác này đâu. Cảm giác này mà. Không mà nãy nó thiệt mình không nói dối bạn có mình nói có nha. Hồi nãy khúc nấu á thì mình có nêm nha bạn. Tại vì mình nêm cho vừa ăn nha chứ thật sự là mình chưa ăn nha. Mình nêm biết được cái mùi vị rất là ngon nha.
Bởi vậy là mình nhìn thèm là đúng luôn đó. Không sao, ông nêm vô cục thịt nữa rồi đó. Bài bản luôn đó. Ở đâu ra? Nãy ông nêm mà ông mình cắn cục thịt cái thôi rồi ông rớt ra liền luôn. Thì coi kẻ găng là có dính miếng nào. Em nha. Bộ ông kìa. Nêm có miếng nước cà ghi nhiều đang cho nó vừa ăn cho anh em ăn cho biết đâu trời. Bộ ông kìa, bộ đó ông kìa, tôi đang bên đâu luôn á. Tao thì cho tao rồi. Ông cắn chúng tôi gõ cái răng rồi. Kẹo ngon ha. Cà ghi kẹo kẹo vậy cũng ngon ha. Hấp thấy thèm á. Sao dầu luôn. Không cái gì trời. Món này vậy em không cố gắng để thắng để nhìn thấy vụ nổi được chưa? Thì cái tao tự tội nghiệp tao luôn thiệt chứ. Cặp cục dê ra. Mẹ không làm cục nè. Mua ba mối cặp nữa nè. Cục nè. Coi tao hỏi nè đù. Cái đầu hôm tao hướng dẫn cho ông ăn rồi, ông không biết ăn đâu. Rồi cái gì muốn nước ngoài ông đâu biết ăn. Đâu biết đâu, từ đó làm gì bước đi qua trái ăn độ được. Không biết ăn, mà tao biết ăn cái mỏ nè. Cái đầu làm gì qua trái ăn độ được. Chứ quá ngon mà. Mời các bạn nha các bạn. Mà ăn ba ngán rồi đâu, mời đâu đi chúng ta qua ăn độ được đâu. Đi bánh gì đó trời. Bánh gì đây, đang đây rồi, qua ăn độ gì nữa. Món ông nấu là tinh tế rồi nè. Không tinh tí trong miệng mày mà tinh tí á. Tinh tí ngon với trời. Đó là tảo ngược mà nè. Không bữa nay là tảo ngược mà nè. Quá ngược chứ, ăn món ngon. Món ngon mà hớ ngược. Với bia bún đi rồi chạy nước được rồi. Rồi ăn món khoai nha. Khoai này mày ăn chung với cái thôi nó dẻo mà nó thơm mà nó ngon. Trời ơi, nó hỏng rồi. Ồ, nó chỉ với miệng cái trời. Nó chỉ với cái trời. Bây giờ cho tao vô khen. Một chén bún với miếng nước với củ khoai được rồi, cục khoai thôi. Ông bún công cũng không cho anh, đừng nói. Không ăn làm gì ông nội. Tôi mà vua cái nãy giờ ông chảm chặt đầu luôn hả? Chặt đầu luôn hả? Chặt đầu luôn hả? Không chảm mà đâu hả? Ghê trời. Rồi dùng cho tao là hổ đầu chảm hay là gì? Ông cẩu đầu chảm luôn nội. Tao bắt gì mấy chó đầu chảm nội đủ vậy? Thấy con gì đấy kêu ra. Tao bèo bèo không phải là hổ đầu chảm chứ đâu, cẩu đầu chảm trời. Ông cẩu đầu chảm nội. Đẹp quá. Béo đẹp hơn. Tại coi đồ béo trời, coi dịch riêng của mình nấu cái hàng như vô, coi đồ béo. Thứ vợ rồi. Nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Mày ăn, bởi trời cho mày phiên nó chảy nữa, tao buồn thiệt chứ. Không, không. Nãy giờ nếu tay mày được ăn nãy giờ có mầm lá ngò này. Thiệt vô ăn chuyên nghiệp luôn nữa. Ừ. Mày ra mày ăn miếng tí dịch nha. Ăn tao với mày nãy giờ là cái mâm này nó không còn gì để nói luôn. Vô mời các bạn nha bạn. Một gào một. Gào một. Thầy quy tính luôn. Quy tính. Toàn là quy tính. Quy tính nhà. Ông như là ông giờ ông không có một gào nữa. Ừ, câu đã gào đã nhìn mẹ luôn. Tớ là vô cơ vợ đậu phòng á. Nãy ông xìa là ông hấp được nửa muỗng cà phê của Kagi thôi chứ. Nếm. Nhờ là cái nếm đó. Cái nếm thôi. Nếm, nếm nếm chứ hấp gì trời. Thì hấp nửa muỗng cà phê. Nếm. Nếm. Ừ, cha nó hấp nghe ghê trời. Thì giờ ông giống như hấp rồi. Nếm 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 nếm. Thôi mày nha. Hồi nãy tao biết tao thua, tao nếm nếm nhiều chút cả. À bây giờ mình sẽ cho ẩu hợp là cắn cái văn miếng nước mà mọi người ông nè. Đủ tao biết là. Mày cho văn vô không? biết tao thua, nãy tao nếm mấy chén rồi. Không chơi, nào giờ ông chơi vậy tao thấy vui á. Mấy chén thèm miếng bút nữa. Ông với quý vị là ông với quý vị nặng không đặt. Đâu chưa thua nữa đó. Ông ăn. Ăn ăn phía sau á, ăn nhiều quá. Ăn rồi hậu trường á, ăn cái thèm vậy. Ăn mấy con tao bội phiên hai lần là tao thua đủ hai lần. Còn nào bội phiên ăn không? Còn tao bội nói tao thua không? Giống bú như vậy. Vậy sao nãy ông bắt cặp với phim với hai cái chứ thắng rồi. Đúng rồi á. Này nó quẻ gì mày đậu vòng mỗi lần bồ đó. Quẻ mày. Ừ. Cái đó không trả lời bộ phải tôi đâu. Rồi bạn nha. Đúng rồi. Cái đâu quẻ mà đúng. Trả lời ông quẻ. Mày có nghe cái từ mà tao nói không? Liếng lái không? Liếng lái là liếng lái là nó lòng này nè. Tao biết đường đâu trả lời. Hôm nãy ông nói tự bóng gì mà bóng gì vậy á. Không nha. Trời ơi, nói chuyện cho nó biết trời ơi. Tao quản miếng của ông nha, ông hề nói gì. Quậy với mày. Chạy nước người đúng rồi tôi. Tôi sợ quá. Ở đây rồi mày. Đúng rồi. Năm cục màu hồng luôn. Chìm cái nó hư gì mà các bạn nha các bạn. Không có gì mà là bà nhiều thịt bà của chìm xiêm chứ. Ngon ghẻ à. Ngon ngon không. Nó biến không? Chịu nổi luôn. Sao với anh em mà sao cũng có niềm. Thôi nói thiệt đi đừng nói chơi hôm nay. Nói thật cần luôn á. Lần qua tao nói mày nghe nè. Mày khai quá. Ngại quá. Ngồi lên mày khai quá. Ngại quá. Ngại quá. Bạn miếng nha. Đó là tâm phải tình. Giữa dòng đời đầy bán tính. Đúng không? Chứ đâu phải mày nói mà muốn tao sa ngã không có đâu. Mà tỉnh mới được. Rồi ăn xong phải không? Ok ok ok. Mấy này từ đó giờ làm như nó chưa ăn cà ghi vậy. Thiệt luôn. Không cà ghi, có dám mới được ăn chứ. Dạ. Làm đất nước của bạn nè. Ủa Ấn Độ không? Ủa Ấn Độ bạn đẹp gái trời trời hô to nữa. Nói gì mẹ trời. Ấn Độ ăn vậy mà.
Hồi xưa kia thôi, giờ tao bớt ổng ơi. Không dám đâu, bỏ đi rồi ông ăn tao mà. Đâu mời tao bay quả nó coi. Nè, tao vậy nè ông nội ơi, tao chỉ cho ông nội ơi. Đâu ông nội ngoài nào đâu. Đó, tao vậy nè. Dạ dạ ừ, cái này tao làm vậy nè. Thằng thằng của bạn mà. Ăn kiểu Ấn Độ là ăn vậy đó, phải truyền thống vậy đó. Tôi nói luôn. Đâu bạn nha. Thiệt không? Đâu bạn. Đâu. Cái bưng dĩa ra nè. Cái tay bằng tay tao khéo léo lắm ăn cái tao giác nè. Không còn muốn. Dòm nhẹ. Ăn cái càng nó cay đâu. Rồi lỡ như rồi ăn mấy cái món mà cái nước sốt ít rồi nó dính vô tay hết trơn, còn đâu dính vô thịt. Ngốc. Không. Nó dính vô tay mà. Dạ. Rồi rồi luôn. Sáng sư mít văng vô người luôn. Dịch chứ gà ăn khó bóc như nào. Ui, ngỡ chết. Đó, đúng rồi không? Quá không? Sáng sư mít luôn. Rồi mấy cánh nó kìa. Nãy nó lụng cái rồi. Rồi. Thế anh mới hôm nay nè. Quá ghi rồi. Đủ. Không bóc ra tao quất. Quất máu quá máu. Nè máu quá. Chịu không nổi luôn rồi. Rồi nhét con thương vô đầu. Quá nén cái mẹ. Gì mà nè máu cho tôi với trời luôn. Tôi thấy tôi cũng còn nghiệp đó chứ tôi quái nó vừa đâu nè. Thì tôi... Mời bạn nha các bạn. Các bạn nha. Chỉ sao mà nấu mà ngon lành xong rồi ra nhìn miệng. Trời ơi ngon lỡ cắn ngăn hết trơn rồi. Nó béo. Mình gặp mấy chuyện này hoài luôn, xảy ra với cuộc đời mình hoài luôn trời. Cái miệng mình cũng không chậm mà mình cắn nhẹ cái thịt nhân hết trơn luôn trời. Cái miệng cắn nhẹ vậy hả? Cái miệng cắn nhẹ vậy hả? Hoàm cái quá nó cắn luôn mà nó cắn nhẹ. Mà đúng thiệt nghe tay hả? Bắn đầu luôn vậy. Gì quá cái hồi chạy. Tính đập đầu vậy kia fan. Lấy con sữa đập đầu chứ ké quá. Còn phí. Rồi gãy răng luôn kìa. Gãy gì dễ gãy quá anh. Bộ này bứt cái răng tay luôn trời huyền thiệt chứ bay đậu bọng nó thèm rồi bộ nước răng vô tay đi chứ. Ai thầy á yếu đuối răng của tôi nè con răng không giống như mà thua cuộc các bạn ngồi sau lưng mà nhìn hai anh em ăn mà cái món cà ri này ha, nếu như mà mình nói mình không nuốt nước miếng thì mình dối lòng ha. Nãy mình nuốt bèo nhất phải là 16 lần thiệt luôn á, thèm ít hết đó trời. Trời còn mấy cục trần ăn được sao còn muốn ăn ngủ gà không mọi ơi? Thôi mày hết gà đi bà ơi, ăn hết gà đi để ba anh mạnh đi xe binh xe đổ không mà nước rồi nè mẹ cái cánh đi tôi nhận mặt giúp trong ăn cánh không trời. Trời cánh của da ngon lắm á quá hồi nè cánh nè đụng hả trời cánh nó đụng rồi nhìn thèm hơi bị lâu với nhau buông cái cục gì vậy thằng bay cười quá tay mày đó tao phải không. Mày bay ra đây đúng rồi. Tao đẹp gái vậy. Nghĩ nó biết tao cu queo luôn còn đâu nữa mà văng ra ngoài. Ông ngậm chứ không á. Ngậm không ngậm. Tôi lúc nào tôi cũng bên bồ tôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Hắn là bên ông không có ai không. Hai này cái ngáy. Ngáy ơi. Dạ. Tại hai mày cái ngáy luôn thiệt luôn á. Mình các bạn nha. Quá ngon quá nguy hiểm. Các bạn nha các bạn. Ngon quá nguy hiểm luôn, quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Tao là vua nhìn thèm luôn thiệt luôn. Vua tốc độ luôn. Mà vua nhìn thèm nữa. Ừ. Đầu tử quá. Vô xin phép vô cơm vợ nhà tao mà thử quá. Vô đi. Vậy thôi chảo vậy. Tạo chua luôn rồi. Vô cơm với vợ đi quen. Đúng rồi, ăn cơm vua của vô cơm vợ nữa nè. Ai ăn cái thèm vậy. Tao tháo rồi được rồi. Thầy tao vô nhà tao ăn cơm với vợ tao ăn cơm cu quẹt thấm ngon. Ăn cơm vua hôn cơm vợ tao vô tao ăn cơm vợ. Chứ có ai vô ăn đúng hẳn. Thì sao mà mình dùng cái từ mà ngượng ngùng với trời. Ông nói ông đói ông vô ăn cơm vợ. Nhưng mà ăn từ từ lại. Giờ mày ăn tới sáng không ăn để lâu lắm nữa. Ăn chừng nào mà gà gáy canh ba là vô là vừa luôn á. Không béo không mà bữa nay nấu cái gì không ngon phải không? Không ngon chút nào chứ. Chào mẹ rồi ăn biết ăn quá dở 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 tài dở tồi tệ luôn. Trời ơi trời cặp bóng như qua tay á chắc rồi mê đi xuống gặp nha khoa luôn quá. Rồi mê ra hàm mặt luôn đó. Nhà quê quê nó bán nghèo hết trơn nó không có ngắn đâu rồi ai luôn á. Mời xuống dưới nó chồng lại hàm găng lên găng hàm mặt luôn nè. Cái này mình phải ăn thêm củ khoai nữa bạn ơi. Trời. Thôi bạn nha. Bắp ngon với trời đủ. À đủ.
đu làm kẹo mút gì vậy? Quay ngồi ăn kẹo ngồi ai mút tay tao thằng ăn kẹo mút. Còn gì nấu vô phai nấu vô cái gì bị dẻo mình ăn mà phải dẻo nó không? Dẻo mới lạ. Mẹ quất cái mày ra 70% mình nướng con chạy. Đúng nè. Cái gì? Cái mày gì vậy? Trời, cái là cái mày trời. Tao với cái đầu quẹt luôn trời. Cái đầu quá. Sao bây giờ cái đó là cái mày luôn trời, cái mày nè. Cái gồ, cái gồ. Tạm quá, giờ ông hết được cái bầu ông ngon quá vậy. Ngay ngon biết chứ. Ngon thiệt nội. Ngon quá. Có ăn đâu biết ngon hay không ngon gì đâu. Giờ trong trong miệng tao toàn là nước miếng không, tao có biết là ngon. Đi, quấn ra, ăn đi. Ăn đi ta. Giữ lại với mình mạnh miệng đi. Trời ơi, ông khổ luôn. Hai mâm này hai của hai tôi. Thì ai mày tao nói gì đâu. Trời, nãy giờ tao nói gì đâu. Chứ ổng đâu ra, mời ra bạn nha. Nó hồi nó vô nên cơm của quẹt mà. Vô luôn bạn ơi. Cơm quẹt hoài quá, em không giờ ăn cơm quẹt cũng hơi nhiều đi. Tao nói mày ha. Mỗi khi mà chơi mà chơi chân bấm nhìn thèm mà tao thua phải không? Tại cảm tao lủng cái nồi. Lấy gì đánh cơm quẹt, quẹt lủng cái nồi được không? Quy lực vậy đó. Quẹt gãy đũa. Ok, gãy đũa luôn. Thì vậy luôn á. Nhìn cái cục xương tao em quá chịu nổi luôn. Mày hốt cái cục xương chạy trong cái hầm nóng ăn luôn chứ. Ngon thật. Chúng ta ngồi xuống trên 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 ngoài cho hai mày thiệt chết. Đừng gì cái hàng mày còn ăn. Ngồi bên ngồi bên. Ta ngồi cho lưng giống chừng ma cho hai mày vậy. Như cẩm đi. Từ từ. Làm đi. Ok ok ok. Đi ăn với con quẹt đi. Từ từ. Ở đây nhìn quẹt hoài vậy. Rồi 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 chấp nhận. Hợp lý. Ừ. Hợp lý. Đúng không? Nói chung thì giờ này cũng khá là khuya nha bạn. Mình sẽ vô chồng mình ăn cơm với vợ mình nha. Nói chung ăn cua quẹt cũng ngon nha bạn. Ok. Chứ ở đây mà ngồi mà nhìn miệng hàng này hoài hồi chắc mình có nha hàng này. Có gì? Mấy bà luôn. Mà ngồi nó chấm nó múc nó núc nó làm lu bu cho gửi chịu nổi. Thôi nhất làm vô nhà phải uống nước chứ đi, tôi thấy hết nước rồi đó. Không giờ uống nước. Rồi ông uống nước luôn. Không rồi đó. Thôi bây giờ nói chung thì clip này cũng khá là dài nha bạn. Thì củ phần này là của Te và Lùng nha. Mình với Quyền Phiên thì không có củ phần nha bạn. Thì anh em mình sẽ khép lại clip tại đây. Mình sẽ vô chổng mình ăn cơm với vợ mình. Còn Quyền Phiên thì về nhà ăn cơm với ba mẹ nha, ok không? Lần sau thì nếu mà nhà bạn bè có đám giỗ thì xin miếng cơ ghi về ăn cho đỡ. Đúng rồi. Cái món này nó là bình thường là ít có nấu các bạn, chỉ có đám tiệc nào đúng có rồi. Nha, đúng không? Quá chuẩn luôn. Thôi. Thôi bây giờ chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Nếu tất cả các bạn thích clip này, các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp em mình. Và điều quan trọng, các bạn hãy tặng cho anh em mình một lượt đăng ký để sớm được 1 triệu trái tim đăng ký ủng hộ, để anh em mình có thể nhận được nút vàng của kênh Thánh Sầm TV các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye.